có sút xoáy nhá. Nope. Này có thật không vậy? Có thật là con Quaziela này có sút xoáy không ta? Không chạm ai luôn, bóng không chạm ai đi ra ngoài luôn. Có thật là có sút xoáy không? Tôi lại còn để thêm cái hỗ trợ sút xoáy huấn luyện viên, tăng cường khả năng sút xoáy cầu thủ. Sao nó thẳng như cái thức kẻ vậy? Nope. Chết rồi, quả chim lạ này, quả chim lạ này, quả chim lạ này khó rồi, khó nhằn. Quả chim lạ này khó nhằn quá. Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say, I got him picking up the pieces. That of me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the need. Sao tôi có cái gói này vậy? Ô, sao tôi lại có cái gói này vậy nhở? Ô, này có khi nào tôi mở ra bọn nó con Rudy Peter 8 không ta? Sao tự dưng tôi vào kho tôi thấy cái này là sao? Mở xem nào, có ra cái gì không? Nó cho xin tí lửa, cho xin tí lửa, cho xin tí lửa nó. Ôi, có tí lửa rồi. Ý này, này. ST luôn. Hot. Này. Sao đây? Ôi, tôi là ok, 12 tỷ, ok rồi. Ok. Anh em đang yêu cầu là chúng ta sẽ làm quả cánh chim lạ qua Ziala mùa hot này, ok. Thể theo nguyện vọng của anh em, múc. Thể theo nguyện vọng của anh em, tôi làm luôn quả content này luôn. Đây là một content mà tôi không có ý định làm nhá. Tôi không có ý định làm. Đó, thể theo nguyện vọng của anh em, múc luôn. Qua Ziala cộng 8. Ok, chúng ta sẽ có luôn ST này. Một thời đấy nhở, qua Ziala cũng một thời đấy chứ anh em. Đấy, xem nào thì điểm mạnh đầu tiên soi chỉ số cái. À, tốc độ 107, tốc độ 107 này thì nói chung là gặp kiểu Rudiger thì nó cứ đánh thôi, nó chỉ biết chịu đòn, nó không biết làm gì cả. Đó. Chỉ biết là chịu đòn thôi. Chân 4 chân 5 là có thể dứt điểm được, sút xoáy có thể cứa lòng được nhá. Truyền dài, sút xa, tiền đạo sao lại có truyền dài ta? Tiền đạo mà cái chỉ số truyền dài nó tức để làm gì nhỉ? Để làm gì ta? Tiền đạo lại có truyền dài cho thế nó kiểu hơi vô lý. Sút xa, sút xa thì có thể hiểu được nhưng mà truyền dài thì nó lại hơi kỳ với đá cao nhất hàng công mà nó có truyền dài làm gì nhỉ? Để tiền đạo ảo không? Tôi đá tiền đạo thật luôn đi, sao phải ảo anh em, tôi đá tiền đạo thật luôn đi. Ô, hạng 8 luôn này. Ô, tôi mò lên hạng 8 được à? Sao tôi mò lên nhanh thế nhỉ? Quaziela mặt chiến đét luôn. Cái gì mà vừa vào gặp ngay của hãy cảm nhận nỗi đau này. Vừa vào cái gặp hãy cảm nhận nỗi đau luôn ạ. Chất thật. Quang lá đá cho cái gì? Đá cho câu lạc bộ nào đang hiện tại là đang đá cho cái đội gì nhỉ? Sampdoria có phải không? Tôi không nhớ rõ lắm cái giải Ý này, tôi không nhớ rõ lắm. Anh em nhìn quả Quaziela này quang lá một thời. Đó, mở nó phát làm quả content luôn. Ui không được, con vợ này chậm quá. Quaziela này chậm quá, bây giờ phải chơi theo kiểu là dí sát vào vòng cấm truyền cho con vợ này mới ghi bàn được. Lúc nãy thầy Lân cầm đội hình 10k tỷ thua rank chuyên nghiệp còn bị nó chửi. Học chửi. Sinh rút học bạ hết error. Có sút xoáy. Chửi là đúng, cầm 10k tỷ thua chuyên nghiệp chửi là đúng. Nam học giỏi đã donate cho Tabi 10.998 đồng. Cảm ơn Nam học giỏi nhá. Nope. Thầy ơi, hôm nay ông cháu em có The Sea vào đá không ạ? Sút ra ngoài luôn. Sút ra ngoài được quả đấy luôn. Có sút xoáy nhá. Nope. Này có thật không vậy? Có thật là con Quaziela này có sút xoáy không ta? Không chạm ai luôn, bóng không chạm ai đi ra ngoài luôn. Có thật là có sút xoáy không? Tôi lại còn để thêm cái hỗ trợ sút xoáy huấn luyện viên, tăng cường khả năng sút xoáy cầu thủ. Sao nó thẳng như cái thức kẻ vậy? Nope. Chết rồi, quả chim lạ này khó rồi, khó nhằn. Quả chim lạ này khó nhằn quá. Quaziela. À, có sút xoáy thật. Ok. Cứ tưởng làm sao. Có sút xoáy nha. Có sút xoáy, tin chuẩn. Quaziela vào tay tôi anh em ơi. Hãy cảm nhận nỗi đau mà Quaziela mang đến. Làm nhẹ hai quả ZD vào đầu. Đó, Lucifer nhá. Em mới mua Raul kép cộng 8 về làm mới hàng công mà chưa biết thuần. Thầy có thể chỉ em cách sử dụng chúa nhẫn không thầy? Cứ gửi cho thầy. Thầy Lân. Nope.
thầy Lân, thầy lại thầy Linh Lân Trường lại đã thầy... donate cho offside luôn, offside luôn, ngồi nhận donate, ngồi nhận donate mà Việt Vị liên tục. Đấy, ngồi nhận donate đi à, bóng ngoài đời khi cả đời chưa bao giờ Việt Vị đá vất giải cái thứ này, rất ít khi Việt Vị luôn. Ngồi nhận donate liên Việt Vị liên tục. Nét vẹt này, cái đường truyền Toni Kroos. Phong Lan luôn sau lưng. Ôi giời ơi. Đó. MT Vinh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Vinh nhá. E học sinh mới e ngồi đâu ạ? À, mặt cười. Học sinh mới đâu, học sinh mới đâu, học sinh cũ nhá, học sinh cũ của thầy rồi. Cựu học sinh. Học sinh cũ rồi nhá. Ai người ta cũng nhớ luôn. Sợ thật. Có sút xoáy nhá. Có sút xoáy tin chuẩn. Hat trick. Tabi 10.000 đồng. Ê, cảm nhận nỗi đau đã thoát. Cảm ơn 575 nhá. Ấy nổ cái gì, hãy cảm nhận nỗi đau à? Tôi chưa cảm nhận nỗi đau gì được, tôi chưa cảm nhận gì. Ok, Quaziela hat trick. Những cánh chim lạ. Đậu pop luôn, đậu pop đái ta. Này mấy cao thủ hay, mấy cao thủ hay đặt tên kiểu đồ ăn lắm nhá. Đồ ăn với kiểu thực phẩm cái thứ là mấy cao thủ rất hay đặt tên kiểu vậy. Đậu pop. Đó, rất hay đặt tên vậy nên ông này khả năng là cao thủ. Khả năng tôi đoán đây là cao thủ. Ôi giời ơi. Tít đã donate cho Tabi 10.000. Quaziela. Donate nhiều có bị nghiện không, thể em thấy lấn cấn rồi đấy. Không nghiện, đảm bảo không nghiện luôn. Có một có những anh em ở đây ngoài 1 tháng donate 30 lần không hề nghiện thế nào. Sợ thế nhở, của Quaziela này. Thơ Nguyễn. Linh nè đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nó có sút xoáy mà. Ngày mai em đi mất chẳng còn donate cho anh. Tôi sẽ làm quả tiêu đề là vô tình đó, vô tình mở được Quaziela và cái kết. Quy đề luôn. Ôi, sao quy đề của đấy ăn nhỉ? Tôi thề của đấy tôi chỉ quy đề bừa thôi, tôi chỉ nghĩ là pha quy đề bừa thôi, không hy vọng vào pha đi ghi bàn. Sao lại chuẩn đến như vậy nhỉ? Nhất lại ông Quaziela này có 108 nữa cơ, thẻ cộng 808 mà sao lại lốp ăn ở đấy nhỉ? Tạt bóng còn không có, không có chỉ số ẩn tạt bóng. À không có chỉ số ẩn lốp bóng cơ. Ghê đấy nhỉ? Sợ thế nhỉ, ông Quaziela đặt ngay không hết hàng nhá anh em nhá, đặt ngay không hết hàng Quaziela này. Ngon bổ rẻ. Chỉ 12 tỷ mà sở hữu một siêu tiền đạo cộng 8. A few minutes later. Ben kinh thật đấy. Ui, nhưng mà thằng Gôn hình như Gôn nó tay hơi ngắn thì phải đúng không? Lapone à? Rồi, sút mãi một góc vậy. Sút mãi một góc vậy. GK ngu quá. Không, không, GK không ngu nhờ. GK không ngu tí nào. Tin chuẩn, GK không ngu nhờ. Ui dồi, sút bảo hiểm thế, bắt sao được. Má, cũng gọi là sút bảo hiểm thật đấy. Rồi, Quaziela vẫn đang bất bại. Chiến thần. Trận này thầy có may mắn đấy. Ôi, hạng 2 luôn này. Ôi, tôi lên hạng 2 anh em ạ. Ôi, tôi lên hạng 2 rồi. 3-1, 8-1 đã chuẩn bị tôi lên hạng 1 rồi. Ôi, tôi thắng trận này tôi lên hạng 1 luôn. Ok, ok, thắng trận này tôi lên hạng 1, tôi lên trước cái hạng 1 ngay. Lâu lắm không mò lên đây. Lâu lắm không mò lên đây chơi. Ánh mắt của em đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ánh mắt của em lần đầu donate ạ, hi hi. Cảm ơn em. Quang lá lên top 1 luôn. Cảm ơn ánh mắt của em nha. Quang lá lên nhẹ cái top 1. Cho nó cẩn thận. À, lại gặp con vợ Manchester hôm qua gặp rồi. Hôm qua vừa gặp rồi mà thì phải. Đó. Thầy cầm the SEKBT có làm giống thầy London CK nhảy thầy mặt cười. Thầy chịu thôi em ơi. Cái 10.000 tỷ mà lại thua được cái chuyên nghiệp 1 thì thầy không làm được. Thầy xin luôn với Vinh là thầy không làm được cái điều đấy, nó khó quá. Manini. À, con vợ nhanh thế nhở. Thôi niệm rồi. Niệm rồi. À không, chưa, các cụ chưa gọi. Bây giờ các cụ mới gọi cơ. Đúng lẽ các cụ chưa, bây giờ mới gọi. Các cụ gọi phải lên đường thôi, chuẩn bị hành lý lên đường thôi. Con chó này sao lại cái gì mà anh em, con chó này con chó kia, cái thứ anh em sao đấy nhở. Cái gì mà anh em cái chó này chó kia vậy. Anh em đang chơi cùng với tôi, anh em đang chơi cùng với chó chắc. Nhưng không có tiền donate đã donate cho ta 10.000 đồng. Lớp này chỉ có được dựa thôi. Có gì kêu cô giáo của mày ra nói chuyện riêng với thầy. Con vợ vẫn lịch sự thế nhở. Con vợ này cũng khu vực miền Bắc, mình 4 đấy nhở. Ôi trời ơi. Thầy Điền Nguyễn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em vào sớm ngồi bàn nào thầy. À, Hayden ngồi bàn cuối giúp thầy nhá. Tại này con vợ Hayden đi học rất là chỉnh mảng. Cái ý thức học hành cái thứ đang rất chỉnh mảng nhá. Và nó thầy ơi, cái gì mà va anh em ơi, mình va nó thì mình bằng nó. John Phan đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn bé Doãn nhé. Thầy ơi, cờ rớt vừa chia tay thì mình có vào ngay luôn không, không thầy? Không nên, không nên.
Mất ăn mất ngủ mấy hôm nay mà nghĩ không thông. Cái đéo gì mà mất ăn mất ngủ nghe kinh đấy nhỉ. Không nên vội, nên đợi khoảng hơn một tháng xem tình hình như nào. Đó, bình tĩnh, đôi khi mọi thứ nó phải bình tĩnh một tí thì nó mới lên việc. Ghim cái link lại luôn nhá, ghim cái link lại luôn anh em ơi. Thằng chó này gặp ai cũng chửi á. Thì kệ nó thôi anh em, nó ngứa mồm đi thôi, mình cho nó cái là nó im thôi. Ừ, thực chất thì bây giờ nó vấn đề là nó, luật nó không cấm thì chẳng hạn, nó ví dụ như nó không cấm cái việc là nó được chửi người ta, nên thành ra là cứ kệ nó thôi. Mình có chấp mấy này đâu em, chấp mấy này bằng nó. thế thì khả năng thầy không nhận đâu. À, khả năng có thứ thầy không nhận đâu. Bọn fan nu thế thì bảo sao chẳng ghét anh em, kiểu quy chụp nhỉ. Gì em cứ ví dụ như kiểu có một người miền Bắc bắt đầu chửi anh em cứ chửi nguyên cả khu vực miền Bắc, cái thứ tôi ghét cái tư duy quy chụp đấy bãi. Kiểu vơ đũa ấy. Kiểu ví dụ là cộng đồng nào thì nó cũng sẽ có người này người kia, kiểu quy chụp như vậy nghe khó chịu á. Không phải việc là ông chửi tôi là hay fan mu hay như nào, tôi quan trọng đó. Mu đáng ngu thì chửi hay là như nào, nhưng mà tôi nghĩ cái việc là vấn đề mà anh em cứ quy chụp một cộng đồng ấy chỉ bởi một hai người thì tôi thấy nó là cái rất là kiểu kém văn hóa. Sao nhẹ đấy nhở? Nó chả liên quan gì cả. Vấn đề là tôi không phải cái thằng mà bảo vệ MU đến chết. Với tôi MU nó chỉ là đội bóng mà tôi thích xem chẳng hạn. Đấy, thích xem. Nhưng vấn đề nó không phải là cái thứ mà tôi phải bảo vệ tất cả mọi thứ trên mạng xã hội, không phải. Đó. Cái tôi cần bảo vệ là gia đình tôi cơ, chứ không phải là mấy thằng cầu thủ MU, anh em hiểu không? Không phải logo MU hay gì cả. Tôi không có trách nhiệm với việc đấy. Mẹ Rudiger sút ngu nhở. Giống như kiểu những anh em chơi game, anh em ví dụ kiểu là thấy binh hai bắt đầu anh em chửi thằng chửi nguyên miền Bắc Bắc Kỳ chúng mày, thế nọ thế kia, kiểu vô học ấy. Em donate nhiều thầy thấy em phiền chứ gì? Lâu rồi mới có người làm cho mình có hứng donate nhưng họ lại chê mình làm phiền họ. Làm gì có lẽ. Chào thầy. Đừng nhét chữ như thế, tí đâu đừng nhét chữ mồm thầy thế. MC đang hai không, theo thầy năm nay thầy Pep chọc có bú cú ăn ba không? Ăn đủ. MC này ăn đủ danh hiệu. Đó. Một con MC hôm nay ăn đủ danh hiệu, ăn đầy đủ những bộ danh hiệu luôn. Tin cực chuẩn. Ôi trời ơi. Phấn Đù đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Sao ngoài đùa đâu? Lần đầu donate cho thầy. Khẩy lân. Cứ khẩy lân với ác tôi, chứ làm gì lên tội mà cứ donate tôi cứ khẩy lân. Tôi phải khẩy lân đâu. Ôi trời ơi. Lizin 88 người khuyết tật hàng đầu FO4 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Xem thầy hồi xưa đá PES trong màu áo team box mà thích thật sự, lối đá rất hoa mỹ, đẹp mắt và hiệu quả. Đỉnh cao. Mãi là fan thầy, thầy quân bi. Hộp ăn liền đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chào thầy, chào các bạn, buổi đầu em đến lớp mong các bạn không đọc ngược tên em. Đó, cảm ơn hộp ăn liền nhá. Mày Rudiger, người có khả năng sút xa. Đó, có khả năng sút xa tốt. Bình tĩnh nào. Thầy Đường Nguyễn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hôm qua xem nhà pháo đá mà em chảy nước mắt thầy ạ. Nope. Con vợ Ramdil ấy, con vợ Ramdil định chứng minh ấy, định chứng minh là mình hơn Trình của De Gea. Đó, con vợ Ramdil định chứng minh ở đấy. Hơn Trình De Gea nhưng không phải. MNSD kỳ cựu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn MNSD kỳ cựu nhá. Thầy chỉ nhớ 100k, 500k chứ 10k thì nhớ cái gì? Lại điều. Nói cái gì đúng thôi nhá anh em nhá, nhớ hết. Đó. Nhớ hết đầy đủ. Tất cả mặt mọi người. Ôi trời ơi.